con diều căng gió. Má, hôm nay là ngày giỗ của má, sao má lại bỏ con đi sớm vậy má? Nếu như má còn sống thì con đã không lạc lối giống như bây giờ. Con cần má, con cần một người yêu thương con thật sự. Con cần có má lắm má ơi. Sao má bỏ con đi sớm vậy má? Con nhớ má lắm. Bà mất cũng đã lâu rồi mà sao đám giỗ nào cô cũng khóc nhiều như vậy? Mà nghe nói cổ chỉ là con nuôi thôi mà. Những người yêu thương con thật lòng, sao họ lại bỏ con đi hết vậy má? Má làm ở dưới quê, rồi tới má, bây giờ ngay cả anh Hiếu cũng bỏ con mà đi. Con biết sống làm sao đây hả má? Má cho con biết đi, tại sao vậy má? Alo, tôi nghe đây. Chị ơi, tôi muốn gặp chị để báo về thông tin mà người chị muốn điều tra. Làm chủ tình cảm. Tôi đã đánh đổi quá nhiều. Tôi sẽ không cho phép ai lấy đi những gì mà tôi đã có.